Còn đây là một bình hoa to là to của nhóm công ty Than Yêu Thương của bản thân mình, Đàm Vĩnh Hưng. Các cô với các chị đã tặng cho Hà một đầu hoa thật tuyệt vời, rất là đẹp. Và đặc biệt thì người bạn thân mình làm cho mình một cái bánh kem rất xinh. Và đây, trời ơi, một con búp bê cho meow giống như Hà tới 90%. Rồi lần đầu tiên cho cô Hà rất là hạnh phúc luôn, cầm con búp bê rồi nhìn cái bánh xinh nhật, rồi nhìn những đóa hoa của mọi người thương tặng, rất xúc động luôn. Cảm ơn bạn thân rất nhiều. Trời ơi, chỉ có những người mà yêu thương mình thật tình, chỉ có những người mà họ quý mình, họ mới tỉ mỉ, họ mới có thể làm được những cái điều mà mình nghĩ nó rất là nhỏ, nhưng thật sự đây là món quà một hạt tích trước chưa bao giờ cả cuộc đời. Đây là lần đầu tiên được cái bánh kem, và đặc biệt cái bánh kem nó có một con búp bê nằm trên này, thật là tuyệt vời luôn á. Ước gì nó được làm bằng vàng. Tụi cái này mà nhầm nhưng mà làm bằng vàng chết luôn á, rồi sẽ thương suốt đời luôn anh ơi. Nhưng không sao, nó chỉ được làm bằng kẹo thôi, bằng đường, đúng rồi. Cảm ơn rất nhiều nha. Và những bó hoa của các búp bê, búp bê già, người những fan hâm mộ từ những người đi coi Đàm Vĩnh Hưng hát từ 20 năm có, 15 năm có, ít nhất là cũng phải 10 năm. Thật tuyệt vời. Trời ơi, hôm nay sinh nhật của Hà rất là hạnh phúc luôn á. Đây là một lãng hoa to đùng cho em Hằng Lê. Mỹ phẩm IHL. Anh cảm ơn em với Hoa đã tặng cho anh một trời ơi, không biết nói sao. Một lãng hoa to đùng, chưa bao giờ mà anh được tặng như vậy. Cảm ơn em rất là nhiều. Chúc em với có gia đình hạnh phúc này. Và đặc biệt là IHL luôn luôn sẽ là một thương hiệu làm đẹp, một mỹ phẩm quốc dân của Việt Nam. Chúc em hạnh phúc. Cảm ơn em nhiều. Happy birthday to you. Ok, về đi nha. Mình tự lo hết đi nha. Rồi, đợi, chú về.